Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quả chanh mini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quả chanh khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quả chanh chua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên mình sẽ xỏ hạt chữ màu trắng nha. Đây là 5 màu của mình nhé mọi người. Mọi người ở đây 5 màu của mình này. 5 màu của mình đây nha mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu vàng nha. Sau màu vàng mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Mọi người ơi, màu đỏ của mình này, đây màu đỏ của mình nha mọi người. Mọi người đây là phần màu đỏ của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu hồng nha. Và đây như vậy là bức tranh người nhau của mình đã tô màu xong, quá là đẹp luôn. Vậy là đến đây là kết thúc của nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và như vậy con dấu bông sinh của mình đã tạo màu sắc và đến đây kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con ngựa cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, sau màu hồng là mình xỏ tiếp màu xanh da trời nha. Giờ mình xỏ màu xanh da trời nhé mọi người. Mình sẽ tiếp tục với màu xanh da trời. Các bạn ơi, màu xanh da trời sẽ là màu tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn, ngày nay mình sẽ tô màu mặt trời cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ tô màu. Giờ mình sẽ xỏ màu cam nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu cam nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục với màu cam nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục với hạt sao nha mọi người. Mình xỏ hạt sao nha mọi người. Mọi người bây giờ mình xỏ hạt sao nha. Thank you.
Mình đang trang trí nốt chiếc vòng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình trang trí nốt phần vòng nha. Mọi người bây giờ mình sẽ trang trí nốt phần vòng nhé. Mọi người giờ mình sẽ nối hai đầu vòng của mình với nhau nha. Giờ mình sẽ nối hai đầu vòng của mình lại nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành người này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Mọi người ơi, đây là vòng của mình hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.